lụt kỷ lục hàng trăm năm tại châu Âu, Trung Quốc, nắng nóng thiêu đốt Bắc Mỹ, động đất, hạn hán, thiên tai kinh hoàng, tác nhân mới khiến dịch bệnh COVID-19 lây lan phức tạp. Mọi thứ đã bị phá hủy trong nước lũ, nhưng virus thì không. Mọi người phải khắc phục hậu quả của lũ lụt và đã không thể tuân thủ bất kỳ quy tắc phòng dịch nào. Cùng lúc vừa chống dịch vừa ứng phó thiên tai, chúng ta cần phải chuẩn bị những gì? Thưa quý vị, mỗi năm thì thiên tai vốn đã là nguyên nhân trực tiếp cướp đi sinh mạng của nhiều người. Thế nhưng trong thời điểm hiện nay thì thiên tai còn gây ra một hệ lụy, đó là làm tăng tỷ lệ lây lan và tử vong do COVID-19. Tại Mỹ, nghiên cứu mới được Trường Y tế Công cộng Harvard TH Chan thực hiện đã chứng minh điều này. Nghiên cứu cho thấy là khói từ các đám cháy rừng lớn ở phía tây nước này đã làm tăng tỷ lệ mắc COVID-19 lên gần 20% ở một số hạt nhất định tại các bang California, Washington và Oregon. Tại một số nơi thì ô nhiễm không khí đã góp phần vào hơn một nửa số ca tử vong vì COVID-19. Các nhà khoa học cho rằng là chất ô nhiễm thải ra có thể làm lây lan virus, đồng thời làm suy yếu phổi của con người, tăng khả năng người nhiễm virus bị bệnh nặng hoặc là tử vong. Ngoài ra thì theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC Mỹ, nguy cơ lây lan dịch bệnh cũng gia tăng khi mà số lượng lớn người dân phải sơ tán đến những nơi trú ẩn tập trung do thiên tai. Như vậy thì chúng ta đang thấy một thực tế là nơi nào xảy ra thiên tai thì dịch COVID-19 tại đó lại càng diễn biến phức tạp và khó lường. Để tìm hiểu những yếu tố mà khiến cho dịch bệnh COVID-19 bùng phát hoặc diễn biến xấu đi khi mà thiên tai ập đến, mời quý vị hãy theo dõi tổng hợp sau đây. Khi thiên tai xảy ra, việc di tản dân cư có thể là yếu tố gia tăng nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Nguyên nhân là vì những địa điểm sơ tán thường là trường học, nơi sinh hoạt cộng đồng. Việc tập trung đông người tại các địa điểm thiếu cơ sở vật chất trong phòng chống COVID-19 tạo ra nguy cơ hiện hữu. Trong khi đó, hiện biến thể Delta đang có tốc độ lây lan nhanh hơn phiên bản virus gốc của nó tới 225%, tức là chỉ mất vài giây để một người bị nhiễm COVID-19 khi một người lạ đi ngang qua họ. Sau vụ động đất ở Haiti hôm thứ Bảy tuần trước, các bệnh viện rơi vào tình trạng quá tải. Người dân nằm điều trị trong cả khu vực lán trại dựng tạm bên ngoài các bệnh viện. Các bác sĩ đã phải làm nhiệm vụ cứu người trong điều kiện hết sức thiếu thốn. Nhiều bệnh viện thông báo thiếu thuốc kháng sinh, thuốc gây mê. Hệ thống y tế vốn yếu kém của Haiti giờ phải chịu cả hệ quả của động đất là một phần nguyên nhân. Dịch COVID-19 được dự báo sẽ bùng phát mạnh tại nước này. Thậm chí, kể cả sau khi thiên tai đã xảy ra, người dân quay lại nhà và bắt đầu thực hiện tái thiết. Nguy cơ dịch bệnh vẫn hiện hữu. Tại Đức, sau trận lụt lịch sử, quá trình người dân tái thiết được đánh giá là nguyên nhân gây lây lan COVID-19. Mọi thứ đã bị phá hủy trong nước lũ, nhưng virus thì không. Mọi người phải khắc phục hậu quả của lũ lụt và đã không thể tuân thủ bất kỳ quy tắc phòng dịch nào. Cứ sau khi một thiên tai xảy ra, truyền thông địa phương và giới chức y tế lại đau đầu trước những nguy cơ dịch bệnh bùng phát. Đặc biệt là hiện nay, khi biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang hoành hành. Thiên tai và dịch bệnh COVID-19 có thể xảy đến với mọi quốc gia, không phân biệt là giàu hay là nghèo. Sau mỗi lần thiên tai xảy ra thì chúng ta đều có những bài học kinh nghiệm để làm dày thêm các phương án ứng phó với thảm họa kép là dịch bệnh và thiên tai. Hãy cùng xem các quốc gia như là Đức, Indonesia và Trung Quốc đã làm gì để kiểm soát dịch COVID-19 khi mà xảy ra các thảm họa thiên nhiên trong thời gian vừa qua. Tại Đức, sau thảm họa lũ lụt, việc tăng cường tiêm chủng được coi là quan trọng hàng đầu nhằm kiểm soát dịch COVID-19, khiến nó không bùng phát. Các xe tiêm chủng lưu động đã lập tức được chính quyền địa phương triển khai. Tôi đã không thể tới điểm tiêm chủng mà tôi đã tiêm mũi 1 do cơn lũ đã cuốn hết giấy tờ cá nhân của tôi. Nhưng thật sự rất may mắn khi mà họ đem xe tiêm chủng lưu động tới đây. Vậy là tôi đã có thể tiêm mũi 2 và hoàn thành tiêm chủng rồi. Mọi thứ xung quanh còn đang hỗn độn sau trận lũ, nhưng thật cảm ơn sự giúp đỡ này. Còn tại Indonesia, hồi đầu tháng 8, mưa lớn gây lũ lụt tại tỉnh Aceh. Lúc này, các bệnh viện đều được đưa vào tình trạng báo động và lên sẵn phương án đối phó. Các bệnh án đều đã được chuyển tới những nơi an toàn. Hệ thống máy bơm được chuẩn bị để thoát nước ra khỏi bệnh viện. Ngoài ra, các bác sĩ và y tá cũng nhanh chóng sơ tán bệnh nhân khỏi những khu vực có nguy cơ. Hiện đất nước Indonesia chuẩn bị bước vào mùa mưa lũ, vì thế hệ thống y tế quốc gia đang được khuyến cáo cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng hơn để tránh lây lan dịch COVID-19 khi thiên tai ập đến.
Tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã ghi nhận cụm dịch mới với 27 ca mắc COVID-19 sau khi trải qua đợt lũ lụt nghiêm trọng hồi tháng 7. Lập tức, giới chức thành phố đã tiến hành chiến dịch xét nghiệm toàn bộ người dân. Ngoài ra, bí thư tỉnh Hà Nam cũng yêu cầu không ai được rời tỉnh Hà Nam trừ trường hợp cần thiết, hủy bỏ các sự kiện đông người, tăng tốc tiêm chủng và công bố thông tin dịch bệnh cho cộng đồng một cách kịp thời, công khai và minh bạch. Có thể nói, cách ứng phó tốt nhất để thiên tai không làm lây lan dịch bệnh đó là chuẩn bị sẵn các phương án, tăng tốc tiêm chủng, truy vết dịch và đặc biệt là cần thực hiện các biện pháp khống chế dịch kịp thời. Những thảm họa thiên nhiên vốn đã là mối đe dọa thường trực đối với các quốc gia. Thế nhưng từ khi mà đại dịch COVID-19 bùng phát, cứ mỗi khi xảy ra thiên tai thì các quốc gia đều phải chiến đấu cùng lúc trên hai mặt trận, chống chọi với thiên tai và ngăn chặn dịch bệnh lan rộng. Vì thế thì điều quan trọng lúc này là với mỗi quốc gia, mỗi người dân là cần có một sự chuẩn bị kỹ càng trước khi mà thiên tai ập đến. Quỹ Nhi đồng Quốc tế UNICEF đã vừa đưa ra một bản hướng dẫn về ứng phó với thiên tai trong bối cảnh COVID-19. Trong trường hợp phải đi sơ tán do thiên tai, người dân cần: thứ nhất, lưu các số điện thoại cứu hộ quan trọng để liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Thứ hai, chuẩn bị túi vật dụng thiết yếu khi đi sơ tán trong bối cảnh thiên tai và COVID-19, bao gồm khẩu trang, nước rửa tay với nồng độ cồn trên 60%, đồ ăn khô, nước uống, thuốc men cơ bản, xà phòng, nhiệt kế, băng cá nhân, khăn lau khử trùng, quần áo, khăn và chăn, bàn chải và kem đánh răng, đồ vệ sinh cho phụ nữ hay trẻ em gái, đèn pin, điện thoại và sạc, giấy tờ tùy thân giữ trong túi chống thấm. Trong trường hợp không phải đi sơ tán, người dân cần gia cố nhà cửa, cất đồ đạc lên cao, tắt cao nguồn điện nếu có nước lũ. Mỗi gia đình cũng cần chuẩn bị cho trường hợp không có nước sạch và điện những đồ dùng sau: nước uống đủ dùng cho 5 đến 7 ngày, các loại thực phẩm ăn sẵn không cần chế biến như đồ hộp, đèn chiếu sáng, sạc pin đủ dùng cho các thiết bị cần thiết và túi vật dụng thiết yếu phòng trường hợp phải đi sơ tán. Ngay lúc này tại Việt Nam thì dịch bệnh COVID-19 cũng đang hoành hành. Vì thế chúng ta cần phải có các phương án ứng phó cho trường hợp thiên tai xảy đến, nếu không thì sẽ rất dễ rơi vào tình trạng bối rối. Theo chuyên gia về giảm nhẹ rủi ro thiên tai UNICEF Việt Nam, để hạn chế những thiệt hại do thiên tai và dịch COVID-19 gây ra, các tỉnh, thành phố cần tập trung thực hiện phương châm 4 tại chỗ kết hợp với thông điệp 5K và chiến lược tiêm vaccine. Nghĩa là các tỉnh, thành phố cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện 4 tại chỗ trong phòng chống thiên tai, thông điệp 5K và ưu tiên tiêm vaccine cho người dân mà ở vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Vâng, thực tế thì việc chuẩn bị những kịch bản ứng phó như thế này là rất quan trọng đối với một quốc gia để tránh được tình trạng là thảm họa này sẽ chồng lên thảm họa khác. Tại một quốc gia mà cũng đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai, số người thiệt mạng trong trận động đất hôm 14 tháng 8 vừa qua ở miền Nam Haiti đã lên tới 1.941 người, 9.900 người bị thương và 60.000 người phải rời bỏ nhà cửa cùng nhiều thiệt hại về vật chất và cơ sở hạ tầng. Thủ tướng nước này đã cảnh báo tình hình tại đất nước hiện nay là cực kỳ nguy cấp, trong bối cảnh khu vực tâm chấn của trận động đất đang có mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Grace. Tại các bệnh viện ở khu vực nơi xảy ra thảm họa, tình cảnh cũng đang rất nguy cấp. Bên trong một bệnh viện ở thị trấn ven biển Lycaes của Haiti, nơi diễn ra trận động đất kinh hoàng, những đứa trẻ nằm lay lắt mọi góc phòng. Với những vết thương và băng bó khắp nơi trên thân thể, các em đang bị những cơn đau do trận động đất gây ra giày vò. Con gái tôi bị nứt xương ở đầu và một bên chân bị thương nặng. Vì đau quá, con tôi không thể ngủ vào ban đêm. Con tôi bị gãy xương một bên chân khi bị đống đổ nát đè lên. Nhưng khi đến bệnh viện thì đông quá nên các bác sĩ chưa xử lý được. Giờ tôi phải đi mua một cái gì đó cho con tôi ăn. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF ước tính có 540.000 trẻ em ở Haiti bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Các bệnh viện cũng đang quá tải, mà nhiều trong số bệnh nhân là trẻ em và phụ nữ mang thai. Họ lo ngại tình hình sẽ còn nghiêm trọng hơn khi cơn bão nhiệt đới Grace cũng chút xuống khu vực này, khiến hàng trăm người phải rời bỏ nhà cửa.